xin được trân trọng giới thiệu tham luận Sự thích nghi toàn cầu của hô hấp thực vật đối với nhiệt độ của bà Nguyễn Bảo Ngọc, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại University of California, Berkeley, chuyên ngành khoa học môi trường. Lần đầu tiên mình xin gửi lời chào tất cả các quý vị đại biểu tham dự diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư. Mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Bảo Ngọc và hôm nay mình rất vinh dự khi được tham gia thuyết trình trong nhóm thảo luận khơi nguồn sáng tạo. Hôm nay mình muốn mang đến với cuộc thảo luận về một vấn đề rất là quan trọng trong thời điểm hiện nay, đó chính là biến đổi khí hậu và làm sao ta có thể ước lượng được khả năng giữ khí CO2 của thực vật, một trong những giải pháp hiện tại cho vấn đề biến đổi khí hậu và giảm thiểu lượng khí nhà kính. Thì mình xin giới thiệu một chút về bản thân, là mình tên là Ngọc, hiện tại mình đang là học sinh nghiên cứu sinh năm thứ nhất tại khoa môi trường của Đại học University of California, Berkeley. Hướng nghiên cứu của mình tập trung về mô phỏng biến đổi khí hậu cũng như mô phỏng chu trình carbon trên phạm vi toàn cầu và khả năng quang hợp và hấp thụ khí CO2 của cây. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của mình bằng cách scan QR code ở đây hoặc là truy cập vào website ở trên màn hình. Như mọi người biết là vấn đề biến đổi khí hậu hiện tại đang rất là quan trọng trong môi trường hiện nay. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến với quá trình chuyển đổi số quốc gia vẫn chưa được nêu rõ. Thì bây giờ mình xin điểm lại qua một số những cái vấn đề quan trọng. Ví dụ như là ở thế kỷ 21 hiện tại thì ta phải đối mặt với vấn đề là phải giảm thiểu lượng khí CO2 phát thải ra ngoài không khí. Và hiện tại chúng ta chưa có một giải pháp tối ưu cũng như toàn cầu nào cho cái vấn đề này, ngoại trừ chúng ta có thể sử dụng thực vật như là một giải pháp tình thế, bởi vì thực vật của chúng ta có thể cố định được khoảng 20-30% lượng khí CO2 phát thải từ con người. Tuy nhiên, cái con số 20-30% này nó có thực sự chính xác không? Và tại sao mình lại đặt câu hỏi về độ chính xác của cái con số này? Bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất là bởi vì chúng ta đã ước lượng khả năng cố định khí CO2 trên phạm vi toàn thế giới, cho nên có rất nhiều những cái miền khí hậu khác nhau, cũng có như có rất nhiều sự đa dạng sinh học mà cái số liệu của chúng ta chắc chắn nó không thể nào đúng được này. Và cái khó khăn thứ hai là các nhà khoa học phải đối diện đến, đó chính là hai quá trình quang hợp và quá trình hô hấp của cây xảy ra cùng một lúc. Mà nếu hai quá trình này xảy ra cùng một lúc mà chúng ta chỉ đo được lượng khí CO2 tổng hợp cuối cùng phát thải ra từ một hệ sinh thái, thì làm sao chúng ta biết được rằng là cây hô hấp được bao nhiêu phần và thải ra được bao nhiêu, cũng như là cái khả năng của cây trong tương lai. Cho nên những cái nghiên cứu hiện tại á, để tính được những cái lượng khí CO2 thành phần này, thì họ đã cho cái lượng khí CO2 hô hấp là một phần cố định của cái lượng khí CO2 tổng hợp phát thải ra được của hệ sinh thái, hoặc là họ cho rằng khí CO2 phát thải ra từ hô hấp sẽ tăng dần theo như biên nhiệt độ chẳng hạn. Tuy nhiên, cái assumption này rất là nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì nếu ta cho rằng CO2 phát thải ra từ hô hấp là tăng dần theo nhiệt độ, thì như vậy khi mà nhiệt độ tăng rất cao thì lượng khí CO2 phát thải cũng rất cao, phải không? Tuy nhiên, cây có một khả năng rất là đặc biệt, đó là khả năng thích nghi với môi trường, mà mình gọi đây là acclimation. Vì khi cái quá trình thích nghi này nó xảy ra, thì như các bạn thấy, một nghiên cứu trên Nature đã cho thấy rằng khi mà không có quá trình thích nghi chẳng hạn, thì cây thải ra một lượng khí CO2 này trong quá trình hô hấp, cái bar màu xám nha mọi người chú ý nhé. Nhưng mà nếu mà quá trình thích nghi xảy ra thì cái quá trình này nó giảm đến 80%, nó chỉ còn bằng như thế này thôi. Cho nên nếu mà ta không quan tâm đến cái khả năng thích nghi của cây với môi trường, thì trong những cái tính toán và model của chúng ta rất có thể sẽ phóng đại, hoặc là phóng đại lượng khí CO2 phát thải ra từ hô hấp, và chúng ta underestimate cái khả năng của thực vật có thể giữ được khí CO2. Nên là việc chúng ta quan tâm đến cái sự thích nghi của cây trong cái chuyện tính toán rất là quan trọng. Ví dụ như mọi người thấy ở trên cái biểu đồ này là phản ứng tức thì của cây là lượng khí CO2 phát thải từ hô hấp tăng này. Đấy, phản ứng tức thì nhé, phản ứng trong minutes, trong phút với cả trong ngày nhé. Nhưng mà dần dần nếu mà ta tính theo năm hoặc là tính theo tháng ấy, thì cái số này nó dần dần nó trở lại về vị trí cũ, bởi vì cây nó đã thích nghi được với nhiệt độ tăng, nó đã thích nghi được với môi trường rồi. Cho nên là con số này mình phải cân nhắc lại xem nó có thực sự đúng không. Nếu mà mình cho rằng là cái nhiệt độ tăng dần thì hô hấp cũng sẽ tăng dần theo thời gian. Do đó, ở trong cái nghiên cứu của mình thì mình sẽ đánh giá được cái sự ảnh hưởng của quá trình thích nghi của cây đối với cái lượng khí CO2 phát thải ra từ hô hấp và trên một phạm vi toàn cầu. Để trả lời được cái câu hỏi lớn như này thì mình có đặt ra 4 câu hỏi nhỏ mà mình cần phải trả lời như sau. Thứ nhất là mình cần phải xác định là cái quá trình thích nghi với tăng dần của nhiệt độ đấy nó có xảy ra một cách rõ ràng trên phạm vi toàn cầu không, và nếu nó xảy ra thì nó xảy ra ở mức độ nào.
Câu hỏi thứ hai là mình muốn nhìn tới sự thay đổi theo mùa và sự thay đổi theo năm của cái sự thích nghi với khí hậu, sự thích nghi với tăng, với nhiệt độ tăng dần đó. Cái thứ ba mình muốn nhìn đấy là tại sao những cái loại cây khác nhau thì liệu cái sự thích nghi này nó có thay đổi với nhau không, và có những cái yếu tố môi trường nào có thể ảnh hưởng đến cái khả năng thích nghi của cây. Do đó để trả lời những câu hỏi này thì mình sẽ sử dụng hai lượng dữ liệu lớn. Lượng dữ liệu thứ nhất đó chính là dữ liệu từ trạm khí tượng học trên toàn thế giới. Mình sẽ sử dụng lượng khí tượng học từ nguồn FlaxNet, và cái nguồn này có tổng hợp tất cả các nguồn đo khí tượng học trên toàn thế giới là bao gồm 600 trạm, bao gồm cả ở Trung Quốc, cả ở châu Âu, cả ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam là chưa có trạm nào nhé, nên là mình rất là mong muốn trong tương lai là Việt Nam mình có thể gọi là lắp ráp được một cái trạm để có thể đồng bộ hóa dữ liệu với cả thế giới hơn, vì mình nghĩ là diện tích dùng ở Việt Nam có thể đem đến một cái nhìn khá là quan trọng và đáng kể trong cái nguồn dữ liệu này. Nguồn dữ liệu thứ hai mình nhìn tới đó là nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS được phát triển bởi NASA. Thì cái này rất là tốt khi mà ta có thể nhìn tới được sự phân bố của cây trên toàn thế giới, cũng như cái diện tích lá trên tổng số diện tích đất chẳng hạn. Thì cái này nó phục vụ cho tính toán của mình, và các phương trình tính toán của mình sử dụng đó là được lấy ra từ model phát triển bởi bác Mila Vasa vào năm 2011. Thì mình thấy cái model này nó hay ở chỗ là nó không những khắc họa được cái mối tương quan giữa nhiệt độ và hô hấp, mà nó còn khắc họa được mối tương quan giữa tốc độ tăng quang hợp của cây với tốc độ hô hấp, cũng như là cái diện tích lá. Thì mình thấy cái model này nó rất là tốt, có thể sử dụng để ước lượng được cái hô hấp phát thải ra từ cây. Và khi mà mình ước lượng được cái khả năng hô hấp và lượng khí CO2 phát thải ra từ cây rồi, thì mình sẽ dùng cái đấy, mình sẽ xem là khi mà nhiệt độ tăng dần ấy, nhiệt độ tăng dần thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Mình sẽ nhìn về nhiệt độ của, ví dụ như nhiệt độ trước mùa hè và nhiệt độ sau mùa hè chẳng hạn, hoặc nhiệt độ giữa mùa hè chẳng hạn, mình có thể thấy được cái biên độ nhiệt đấy rất cao. Thì mình có thể nhìn vào những cái khoảng thời gian như thế để mình ước lượng được là cái sự thích nghi của cây nó đang diễn biến ra sao. Cho nên là những câu hỏi mà mình muốn trả lời được đó chính là làm sao mà mình muốn rằng là có thể nhìn thấy được một cái sự thay đổi về thích nghi, sự tăng dần của thích nghi theo thời gian. Mình cũng biết là cái model của mình nó có một số những cái hạn chế, ví dụ như là với loại cây deciduous forest thì cái số lượng sai số nó khá là nhiều chẳng hạn, nên mình cũng sẽ expect là có rất nhiều sai số cái này khi mà mình tính toán về cái sự thích nghi ở trong cái loại cây này. Và tại sao cái nghiên cứu của mình nó lại có thể ứng dụng được vào trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, và nó có thể giúp được cho đất nước mình những cái gì? Thì cái đầu tiên mình mong muốn là mình muốn mọi người có thể nghĩ nhiều hơn về cái vấn đề thay đổi biến đổi khí hậu và môi trường. Vì khi mọi người nghĩ nhiều hơn về vấn đề đấy thì những cái ý tưởng startup của mọi người này, hoặc là những cái ý tưởng trong kinh doanh trong tương lai của mọi người sẽ quan tâm đến môi trường hơn, và điều đó sẽ chỉ có tốt cho thế giới của chúng ta thôi. Điều thứ hai mình muốn đề cập ở đây là bởi vì rất nhiều loại cây trên thế giới, và vì cái sự đa dạng sinh học đấy cho nên là ta không thể đi đến từng vùng mà ta đo đạc được, như thế rất là tốn thời gian và tốn tiền bạc, nên là ta có thể sử dụng machine learning vào trong cái quá trình đấy để có thể ước lượng được cái sự biến thiên trong khả năng hô hấp của cây ở từng vùng khí hậu chẳng hạn. Và cái thứ ba mình muốn đề cập ở đây là cái nghiên cứu của mình, và nếu mình quan tâm hơn về cái sự thích nghi của cây thì số liệu ở trong IPCC report, một trong những cái report về biến đổi khí hậu quan trọng nhất trên toàn thế giới, nó sẽ trở nên chính xác hơn. Và một khi nó chính xác hơn thì những cái nhà chính trị học đọc cái bản report đấy sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn về môi trường. Sau đây mình sẽ kết thúc bài thuyết trình của mình, và mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.